bên phía Nam Phương Khánh Hòa. Theo cá nhân tôi đánh giá thì sự xuất hiện đáng chú ý nhất đó là của Bính Nghệ. Nguyễn Viết Bính vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cùng với câu lạc bộ của anh đang khoác áo, đó là câu lạc bộ TIG tại Hà Nội, và chỉ bay vào Nha Trang trong sáng nay, nhưng ngay lập tức đến buổi chiều thì anh đã có mặt trong đội hình xuất phát của các cầu thủ Nam Phương Khánh Hòa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của ZBIT Sài Gòn ở trận đấu này. Đứng trong khung gỗ của họ là thủ thành màu số 1 Nguyễn Đăng Thao, cùng với đó là các cầu thủ số 8 Trịnh Quang Vinh, số 11 Vũ Quốc Hưng, Hưng Nghệ, số 10 Phạm Trương Hoàng Nam đội trưởng, số 13 Đặng Phước Hạnh, số 15 Mai Thành Danh Toại và số 77 Nguyễn Hồng Công. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân động của Đại học Nha Trang để đến với trận đấu tại sân số 2 ở lượt trận thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay, cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Nam Phương Khánh Hòa và ZBIT Sài Gòn. Và trận đấu đã chính thức bắt đầu. Khá tốt. Vẫn là những pha cầm bóng chủ động đến từ các cầu thủ bên phía ZBIT Sài Gòn. Ý Hòa. Thủ thành số 20 bên phía các cầu thủ Nam Phương Khánh Hòa cũng là một người chơi chân tốt. Có khoảng trống, dứt điểm. Cú đẩy bóng khá hay của Ý Hòa. Và bút chì đến từ Mai Thành Danh Toại. Nhưng những đầu ngón tay không găng của Ý Hòa đã từ chối cú đá của cầu thủ bên. Trận đấu đang dần nóng lên. Thành Trung sút xa rất lập cập. Đó là cú đá này. Bóng đi chạy cột ra khung thành. Vào buổi chiều thì thời tiết đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Trận đấu đã đến phút thứ 15. Hạng Hạ Điền Sơn chống lại. Rất tiếc cho Bính Nghệ ở tình huống vừa rồi. Một cơ hội mở toang để có thể mở tỷ số cho Nam Phương Khánh Hòa. Đánh đầu. Vẫn là Mai Thành Danh Toại với tình huống nhảy lên tiếp bóng vừa rồi. Pha bật cao đến từ Super Toại. Mưa ngày một lớn hơn rồi. Dứt điểm. Đá đập chuyền tốc độ. 0-1 ở trận đấu đầu tiên. Lượt đấu thứ hai này có tính chất quyết định với họ. Thành Trung đã giật về. Văn Thành. Cơ hội. Tuyệt vời. Tuyệt vời, thủ thành đang thao. Không phải như vậy là bóng đã đi ra ngoài. Cuộc chiến ở khu vực giữa sân và người giành phần chiến thắng đó là Nam Nhóc. Vẫn là các cầu thủ xanh đưa vào. Cơ hội. Quá dũng cảm đến từ Ý Hòa. Ý Hòa đang lăn lộn sau tình huống cản phá vừa rồi. Vừa rồi là cơ hội cho tình huống xâm nhập đến từ Quang Vinh. Chúng ta đã thấy Nam Nhóc có khả năng che chắn tốt đến như thế nào. Bóng đã được đưa xuống sát đáy biên. Danh Toại cũng như là Quang Vinh là những người đã nỗ lực dứt điểm. Bóng được triển khai lên nhanh. Quang Vinh. Mai Thành Danh Toại. Làm như thế nào? Người chiến thắng và phán đoán tốt là Đình Thành. Danh Toại. Không vào. Người chiến thắng lại là thủ thành Ý Hòa. Ý Hòa có khả năng bao gôn tốt, đọc ý đồ rất nhanh, băng lên và làm chủ được tình huống. Liên tiếp là những lời đáp trả đến từ các cầu thủ áo xanh. Những tình huống bắn phá cũng là cơ hội để cho Ý Hòa thiện khả năng của mình. Sút thẳng. Ý Hòa đã bị đau tay. Một thủ thành rất nghệ khi anh cũng không sử dụng găng tay. Rất tốt. Thêm một cú đá nữa. Phạt góc dành cho cao thủ Nam Phương Khánh Hòa. Cú ra chân đến từ số 90. Thành Trung là người vừa thử thách tài năng của thủ thành Đăng Thao. Bà Tiến.
không vào. Đó là cú đá của Phùng Trọng Luân. Dấu ấn đầu tiên của Luân sư phụ sau khi được tung vào sân. Không, bóng đã đi ra ngoài. Luân sư phụ khá tốt, có khoảng trống, chưa dứt điểm. Đó là cảm xúc vỡ hòa với bàn thắng được ghi ở phút thiếu thứ 29. Những nhịp xử lý cho thấy được sự điềm tĩnh đến từ Tuyên Junior. Hai tình huống hãm bóng giả sút khiến cho hậu vệ đối phương bị quật trôi. Tất cả đã trôi qua và để lộ ra một khoảng trống rất lớn phía trước Tuyên Junior. Hatoro hợp lý. Chưa đầy một phút, thì cầu thủ Nam Phương Khánh Hòa đã quyết mình tỷ số 1-1. Bàn thắng của Thành Trung. Một trận đấu tuyệt vời. Nam Phương Khánh Hòa chưa bỏ cuộc. Liên tiếp chứ không chỉ một. Hatoro đã đưa một đường bóng ra rất hợp lý. Và Thành Trung là người đã băng lên có cú dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng. Bóng đá nằm gọn trong tay của Đăng Thao. Và lúc này tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng đã vang lên. 1-1 trong cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Nam Phương Khánh Hòa và ZBIS Sài Gòn. Sài Gòn sẽ có thể có được 3 điểm khi có được bàn thắng ở những phút cuối. Nhưng Thành Trung đã là người quân bình tỷ số cho cầu thủ Nam Phương Khánh Hòa. Và lượt đấu thứ 3 tại bảng đấu này sẽ rất hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.